Hello tất cả anh em, mình là Tiểu Vũ. Sau khi chơi một tuần cái con game Dragon Hunter này thì mình cũng thấy cái cách săn đồ của cái game này rất là đơn giản thôi. Hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn săn đồ như là cánh, bùa chuyền 2 sao, nhất là bùa chuyền đỏ nhá, không phải cái vàng đâu. Và tinh linh. Như các bạn thấy này, mình không nạp VIP, nạp đầu vẫn còn này. Đấy. Nhưng mà mình lực chiến của mình thì cũng cũng khá khá đối với anh em trong vui, cái vui top 1 này. Đấy, khá khá anh em trong vui này. Bạn có thấy này, 187 này, thấy chưa? Có VIP và noi này. Vẫn ngang lực chiến của mình thôi. Đấy, em thấy VIP này, 88 này. Đấy. Cũng gần ngang ngang lực chiến của mình thôi. VIP này 87 này cũng là bận kém mình. Thì để có một cách săn đồ nó đơn giản thì các bạn có thể theo cái hướng dẫn của mình nhé. Này, theo hướng dẫn của mình này, đầu tiên vào đây trước này. Con game này săn săn đồ thì nó cũng rất rẻ, chỉ có khoảng 10 10, nó lên lên tầng cao nó chỉ có 10 kim, không phải kim bảo mà là kim cương xanh thôi. Thì đây mình sẽ hướng dẫn nhanh nhé các bạn. Là trước khi thường thường cái sai lầm của bạn là chọn giờ đánh hoặc là đánh bừa nhé. Thì các bạn có thể thấy này, trong cái map này mình có 2 lượt nên cũng khó khó thể khó có thể nói. Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, đấy. Các bạn vào cái phần lịch sử rớt này đấy. Quan trọng là phần này này, quan trọng mình cái phần này. Các bạn có thể thấy này, sau một thô mồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đến lần thứ 11. Lần thứ 11 của cái trang này thì có một người nhận được cái cánh này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy. Bạn thấy không? Nếu mà người này là bạn này làm bạn ấy VIP rồi nhá thì tỷ lệ nhặt cao hơn, nhưng mà mình không tính tỷ lệ luôn, mình tính cho các bạn cách này. Các bạn cứ khoảng tính khoảng bắt đầu nhỉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, cái lần này là thứ 10 này, các bạn nhìn chưa, cứ vào săn bốt cứ khoảng khoảng tầm theo mình nhá, khoảng tầm là 15 đến 20 thì nó là 30 này, không ra mà đồ gì ngon, không ra một cái đồ gì được là mình được cái này, không ra đồ gì là không được cái này, đấy, không cho, thì gọi là sao? Cái tổng cộng 15 đến 20 thì nhắm là 25 30 thì các bạn sẽ nhận được gì? Đây là trên kinh nghiệm của mình nhá, các bạn có thể thấy này, mình có tinh linh đồng hoàng đấy, bạn thấy chưa, công thức hiện tại mình săn lôi thỉ thì mình vẫn đang đang tiếp tục bằng cái cách này này. Mình chơi được 7 ngày thì mình đã đủ gần như là ngon nghẻ rồi. Đây là mình có thể bán, mình hầu như là bán hết trên này để lấy sao biển để mua đá. Đây, để mình mua đá chứ mình không không dùng bét đầu tiên, mình chưa dùng tinh linh, mình để dùng hết để mua đá. Mua đá để làm gì? Mua đá để ghép thành bộ này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình đã full bộ rồi. Full bộ 7 này. Đấy. Là mất cũng khá nhiều đá đấy, bởi vì server mà ít người ấy, thì rất tốn đá. Này. Còn bên Cổ Nguyệt thì mình đã được 3 món rồi. Đây là tất cả những cái phần mà mình săn được, mình đều quy đủ cho sao biển để mua đá hết. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Và một cái nữa đó là các bạn nhìn này, khi các bạn có thể thấy là cái con 160 này này và một con 70, 170, 180 đến 190 này, bốn con này 60, 70, 80, 90 này, đến khi đến con 200 này khác này 6, 7, 8, 9 thì mục tiêu của các bạn này
ưu tiên đầu cứ 60 70 trước. Các bạn cứ dạ hai con rồi. Bởi vì sao? Bởi vì con này rất dễ đánh. Thứ hai là tỷ lệ nó ra là rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì những cái phần này này, cái con này, độ hiếm của nó ấy, là mắc của cái con này rồi, con bút 160 rồi. Khi các bạn lên con 90 này này, cái độ hiếm của nó cao. Nó ra những cái phần này này. Các bạn nhớ, con 60 này nó ra 1 2 3 5 6 5 là 11. Con này nó ra tận hơn hơn 12 đồ cơ. Đấy, bạn nhìn này. Càng ra nhiều. Đấy, càng ra nhiều thì cái tỷ lệ ra vật phẩm khác càng lớn này. Thì như thế các bạn cứ ưu tiên con nào mà chỗ này này và có ít những cái phần này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thì nó sẽ ra cao hơn. Bạn nhớ nhá. Các bạn nhìn vào lịch sử rớt này này. Lịch sử rớt này. Và các bạn lịch sử rớt vào là nhìn cái chỗ nào của con bút. Cái con bút mà nó có ít chất này này. Ít chất này nó vẫn có ra cái mục tiêu của bạn cần. Đó. Thì các bạn đánh. Hiện tại mình chỉ có 2 lượt thôi. Nên mình rất khó để săn được. Mỗi lần này thì chúng ta có 45 lượt. Nếu đây bạn có tính khoảng 15 cộng 15 lượt của bạn thì chắc chắn là nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Mong các bạn để like và share giúp mình. Đấy. Tuy là không được đồ bây giờ bởi vì các bạn có nhìn thấy nhé. Bây giờ nó đang ra là nó vừa ra cái cánh ra vừa ra cái phong tức này rồi. Đấy. Thì tỷ lệ của mình kém hơn hẳn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mới có 10 thôi. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Như vậy thì cứ khoảng 15 đến 20, cùng lắm là 25 nhé. Các bạn cứ dí một con, cứ dí vào con nào thấp nhất cho mình là được. Đấy nhá. Kinh nghiệm của mình là như thế nhá anh em nhé. Em cố gắng đạt được những gì mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.